Di động bây giờ chào tất cả em nha. Chào mừng em trở lại chương mục hôm nay. Thì mình có một chương mục mới là đợt này anh em hỏi mình máy khá nhiều. Thì mình mới có thằng cô em mới thì nó bảo nó làm hàng Mỹ và hàng Hàn. Đây là mình mấy cây đấy thử nha. Hàng Mỹ báo nói bên đấy báo là bao zin. Giá hàng em phải hiện tại đang là 77. Bao zin. Còn anh em nào thích lấy mình có thể nhập hộ cộng với độ 50-100 tiền công lên một chút xíu và là test hộ cho anh em. Hàng này đầu hết thì được bao test một tuần. Đây, tình trạng là cũng chỉ phẩy thôi. Về cơ bản bao zin nhá. Đây là bên nếu bao như vậy, còn mình chưa có cơ hội, mình sẽ lát mình sẽ bóc ra kiểm tra xem đúng như lời nói không. Vì hàng này là hàng Mỹ, nếu như hàng Hàn thì hầu hết là sẽ đã bóc ra rồi. Hàng Mỹ thì bảo là gần như không bóc về nguyên cây. Đấy, còn mà hàng Hàn thì sẽ về là thường sẽ tách màn ra xong về Việt Nam mới ghép lại. Hàng Hàn thông thường sẽ đi đường biển tách màn, tách pin hoặc đi đường bưu điện gì đấy. Sẽ tách một vài thứ ra xong về lại đóng lại tại Việt Nam. Đây một imac nha, phẩy nha. Đây mình sẽ lấy mẫu mấy cây nha. Đây mức giá hiện tại đang dự trù sẽ rơi vào 7.7 triệu giá lấy hộ nha. Giá này là anh em đang bảo là giá thợ cho Hà Nội đấy. Đấy, còn anh em muốn lấy thì mình có thể nhập hộ. Máy thì hình thức thì cũng tương đối, cũng phẩy thôi. Màn miếng zin. Đây mình sẽ bóc ra cho em xem nhé. Đây lấy imac này. Tạm thời imac nha, xong và 11 thì có thể cao một chút xíu. 11 thì lại có 2-3 loại hàng, imac chỉ có hàng phẩy thôi, hàng keng thì cũng không có, hàng xấu hẳn thì cũng không có. Đây, 11 thì có lại hàng đẹp keng, hàng đẹp gọi là 99 đây. Với giá hiện tại nó rơi vào 8 triệu mốt một cây đây. Pin thông thường là pin đầu 8 tất nhé. Anh em nào nếu mà pin yếu quá, mình sẽ hỗ trợ thay pin cho anh em ạ. Màn mủ zin, nói chung là cơ bản là chu tông các kiểu đầy đủ phây, đầy đủ full chức năng. Cây này là cây đẹp nhá. Nếu 11 xấu, hình thức gọi là xấu. Xước, xấu, là xước xấu nhá. Giá nó có 74 thôi anh em nhá. Đấy. Giá này là giá số lượng và giá thợ nhá. Chưa bao gồm công kiểm tra, vận chuyển, bảo hành các kiểu đâu. Mọi chi phí chưa có đâu. Tất cả là máy trần như vậy. Ok, bây mình sẽ bóc thử cho anh xem nhá. 11 thì đa phần là máy màu đen nhé. Đây là hàng phẩy đây nhé. Hàng phẩy này có 74 thôi. Chênh hàng kia khoảng 500 à, 600, quên, 6-700 đấy. Không phải ít đâu. Chênh 700 cơ. Nhầm 74 lên 81 là 700 cơ. Anh em nào muốn độ vỏ thì mua những con vỏ xấu. Đây những con này là cũng hàng đẹp đẹp của vỏ xấu nhé. Pin xấu vỏ xấu nhé. Anh em mua vỏ xấu về có thể lên vỏ. Độ vỏ độ 13 các kiểu chẳng hạn. Mình cũng hỗ trợ xử lý việc đấy nhé. Ok, bây giờ mình sẽ bóc thử mấy cây. À, ở đây là đợt này mình có một lô 8P MicroLoud Bypass nhé. 8P Bypass full chức năng đầy đủ. Hàng này là hàng đi theo lô của từ Mỹ về nhé. Full chức năng trừ nghe gọi, sim sóng không nhận, còn wifi kiểu đầy đủ nhé. Hai là nguyên, một số con khá đẹp, một số con khá xấu. Đây là máy Bypass phục vụ việc chơi game, giải trí, học online. Hiện tại đang full chức năng, anh em nào lấy thì giá hiện tại nó rơi vào 2.6 một cây nhé. Còn nguyên tem về. Còn cây nào anh em muốn rẻ hơn thì có thể bỏ bớt cam các kiểu sẽ trừ bớt tiền đi. Pin thì cũng chỉ pin 8x thôi. Máy thì thấy bạn cũng báo là zin đấy. Bypass nhá. Giá cũng hợp lý ok thôi. Tính bóc tách linh kiện thì sẽ rẻ hơn linh kiện nhau. Ok, anh em nào cần thì có thể liên hệ với mình. Hôm này dù sẽ có khoảng hơn chục cây nhá. Không nhiều đâu. Có lô này thôi. Rồi, bây giờ mình bóc thử kiểm tra kiểm hàng xem nào. Xem hàng 11 đẹp này, xem chất lượng làm sao nha. Em ăn tên nha. Pin thông thường chỉ pin 8x thôi. Còn pin 9x các kiểu không có mấy đâu. Rồi, mình sẽ bóc cây 11 ra trước. Rồi mình bóc cái imac cho em xem. Xem chất lượng ok không. Ok thì anh em nào cần, mình có thể nhập. Vì đợt này cũng một số anh em hỏi hơi nhiều. Xem cũng ổn không? Bên trong sạch sẽ đẹp đẽ không? Đủ độ keng hay không? Thì đây vẫn chỉ là hàng 99 thôi, chứ phải hàng keng nét đâu. Keng nét thì giá vẫn cao hơn nhiều anh em nhé. Keng nét vào thỉnh thoảng mới có hàng thôi, không nhiều đâu. Cũng khá chặt đấy, cũng có doang rất đầy đủ ấy. Nhưng vẫn ra hết nhé. Tầm này thì mình cậy con nào cũng ra hết nhé. Không cần phải nhiệt nhất như đâu. Đều có doang hết. Doang áp thì bây giờ nó nhiều lắm. Anh em có thể giảm thích giảm lại thoải mái. Nếu xem bên trong có vân vùng sạch sẽ đẹp hay không là chính mên mủng đảm bảo độ zin hay không. Bên trong như này cũng khá chứ là ok đấy, à, nhưng mà vẫn có vân tay nhá, thông thường vẫn chưa phải là hoàn toàn hảo lắm. Vẫn có vân tay anh em nha. Ngay cả hàng Việt Nam bóc hộp vẫn có vân tay. Ok, như là cái mên miếng sáng mình tháo hẳn ra cho em xem nha.
xem xe màn zin hay không, mấy cái đấy là cái quan trọng. Chính xác, đa phần khả năng mình vẫn nghĩ là nó là hàng zin, nhưng mà chỉ họ chỉ biết là main miếc zin chưa sửa thôi. Nhưng mà vân tay thực ra là hơi ẩu, chứ chính xác lau thì cũng đi ngay mà, nhưng mà lau qua cũng đi ngay mà. Đi ra thì cũng có độ tin tưởng hơn một số hàng linh tinh lộ cộ trên thị trường. Vì vừa rồi mình thấy một số anh em có hỏi mình mua một con 11, nói là new hộp kích hoạt online với giá 12 củ. Mà về kiểm tra máy thì kích hoạt từ rất lâu rồi, kích hoạt mấy năm rồi. Sau đó thì gần đây lại lỗi gạt dung rồi, 11, 12 củ thì quá đắt. Sau đó thì có ông mua con máy 12 nguyên hộp, bảo kích hoạt online. Kiểm tra thì máy được kích pin, máy trên máy báo 100%, như Carbau check 82%, sạc 400 lần, chân sạc đen rồi. Ra bên cửa hàng kia vẫn cứ cãi chày cãi cối, phải đi đâu chứng minh được là đấy là máy đã dùng rồi thì nó mới cho trả hàng, nhưng cuối cùng vẫn không trả được hàng. Ok, về cơ bản thì nhìn qua bên thì cũng sạch sẽ, không thấy vấn đề gì cả. Màn đây, con tay của mình đây, màn thì vẫn có keo zin của IC màn. Về cơ bản thì cũng khá là yêu cầu. Ít ra thì nó bao zin thì cũng... Cái vân tay thì có nhá, có một vài cái vân tay này. Vân tay này thì theo như một số anh em đánh giá, kể cả mình cũng đã từng bóc những con khách kêu zin keng đập hộp ở Việt Nam vẫn dính vân tay, không hiểu lý do gì. Thỉnh thoảng có dính nhưng không phải con nào cũng dính. Rồi, ok, cơ bản bên trong cũng khá sạch đẹp nhá. Có vân tay thì điều nhiều khi không tránh được nhá. Đây là hàng 99 nhá. Cũng đạt, gọi là theo mình đánh giá cũng phải đạt được 90% rồi. Về cơ bản chất lượng nó như là đã cũng ổn rồi. Chưa có vết, mấy vết đóng lại hoàn xấu lắm đâu. Ok, mình tạm gác cây sang bên nhá. Rồi, mình sẽ bóc thử cây mác. Một cây lấy thì thực ra anh em lau được nhá. Đây, một cây mác zin phẩy nhá. Con này đấy là phẩy một vết ở đây này. Phẩy đây, còn xung quanh cũng khá ổn. Ok, sẽ bóc ra anh em kiểm tra xem nào, xem bên mồng có sạch sẽ đẹp đẽ không. Con này nghe vẻ chắc chắn này. Thấy như cái chân ốc cần có rượu kiểu thì lâu dùng lâu gì gì anh em, xỉn xỉn chân ấy. Đấy là chuyện bình thường thôi. Máy dùng rồi thì kiểu gì sẽ ẩm, sẽ gì mất chân một phần. Bụi bẩm, mồ hôi các kiểu nó bám vào. Cái mắt này xem bên trong làm sao nha. Còn nếu anh em thích rẻ hơn thì mình có thể sẽ đợt sau sẽ nhập ít hàng Hàn xấu. Về anh em thích lên vỏ thì lên vỏ. Kinh xấu, vỏ xấu, có thể thay vỏ các kiểu hỗ trợ. Tính giá hữu nghị. Cây này thì có vẻ keng chặt lắm, cây này chặt hơn cây 11 kia. Cái việc có vân tay chắc là mở ra kiểm tra gì đấy rồi. Và đôi khi hàng về nên kiểm tra. Nhưng kiểm tra xong mà thích giá lại cái răng loại chặt chặt một tí thì cũng căng đấy. Đây, bên trong thì cũng khá đẹp nhưng mà vẫn có một chút vân tay. 10 con thì thông thường vẫn sẽ có vài con có vân tay nhé. Có 7-8 con cũng nền đấy chứ. Đây, bên trong đây, nội thất cũng gọi là sạch sẽ. Màn mùng thì cũng đẹp. Về cơ bản đánh giá cũng như là đạt yêu cầu phết rồi đấy. Không như một số dòng thì mình gặp một số nơi bán hàng kích cả pin lên, cái dòng còn mạch lù lù ra cơ. Nhưng mấy Xmax thì không cần mạch, nhưng mà 11 thì có mạch. Còn kia mình tháo ra không có mạch đâu. Ok nha, đấy. Cơ bản là hàng như này với mức giá như thế. Còn kiếm hàng ngon hơn nữa thì cũng hơi khó. Đây, gọi là phẩy nha, máy phẩy nha. Ok nha. Rồi, để mình sẽ bóc thử một cây iCloud cho em xem nhé. Cây bypass này. Cũng về nguyên tem này. Xem độ zin ra làm sao nhé. Lô iCloud này thấy cũng khá chi là zin luôn. Mọi thứ còn chặt chặt lắm, cũng anh còn chặt lắm. Cốc này nó dính cái bẩn bẩn vào đây thì ra nó kẹt, cũng khó tháo phết đấy. Mình tháo vào tay ống test ốc nhé. Tạm bê được khá zin rồi đấy, đi móng tay của mình nào. Tháo em đi lên ngay móng tay. Rồi, tạm bê khá chặt nha. Hàng này thì cũng được, hàng này mới hàng chất thật này. Chắc máy iCloud thì chắc người ta không ai dọn lại đâu. Không ai dựng lại mấy cái máy iCloud hay iPad đâu. Nhưng chẳng bao giờ đấy. Con này thì quá tuyệt vời. À nhưng vẫn có vân tay, anh em thấy không? Trên này vẫn có một tí vân tay nha. Đấy. Vẫn có vân tay. Về cơ bản thì khá chia lè. Ok anh em, vậy là mình đã thẩm sơ bộ mấy cái hàng anh em báo zin zin keng nhé. Về cơ bản thì cũng đạt yêu cầu. Main thì cũng có sạch sẽ đẹp đẽ đấy. Góc độ cũng có sạch sẽ đây, mình nhấc hẳn comment cho anh em xem nhé. Có sự sạch sẽ đẹp đẽ.
nhưng mà vẫn có vân tay. Anh em nào bảo không vân tay thì chắc để mình lau lại cho một lượt cho hết bớt đi vân tay nhá. Cái vân tay thì cũng thật sự khó thật. Nhiều anh em cũng bảo là con nào không có vân tay mà zin, nhưng cũng khó. Mình cũng kiểm nghiệm nhiều, lúc đầu mình cũng nghĩ như thế. Nhưng kiểm nghiệm sau khi tháo nhiều máy zin, nguyên áp, nguyên hộp, hàng VNA cũng bị, VNA cũng bị như vậy. Không hiểu Apple làm cái gì, nó là thiếu cái tính đồng nhất như thế thì cũng không rõ. Đây, kéo đây. Ok anh em, nhìn này. Ok nha, anh em thấy không? Mền khá xìa sáng nha. Cốt kiếc đầy đủ nha. Cạnh không hở gì nha. Về cơ bản nhà hàng như này cũng là khá ok. Cảm nhận có thể tin tưởng được. Còn cái này nhiều khi sau này nhập số lượng nhiều xem có dính tỷ lệ trộn không thì mới biết rồi anh em ạ. Ok nha, đây, mền khá đẹp nha. Đấy. Sáng choang đầy đủ nha. Quan trọng cái mền và cái màn zin sạch sẽ đẹp đẽ như này là khá ok. Ok em nha. Vì vậy là mình sẽ phép kết thúc video ở đây nhá. Kiểm tra sơ bộ chất lượng hàng. Hàng này ít ra mình cảm thấy còn tin tưởng hơn là mấy cái hàng em mua kích hoạt online, ăn tiết online đóng hộp. Em nào thích đóng hộp mình có thể đóng lại hộp cho nha. Đóng lại nguyên hộp, nguyên siêu. Nhưng mà khoan thua. Quan trọng chất lượng máy bên trong là chính. Chuẩn hộp mới siêu về vứt đi thôi. Ok em, như vậy là mình xin phép kết thúc video bóc kiểm tra test mấy con máy hàng 99, mấy hàng Ken, hàng Linh Tinh đợt này xem của ông em ra làm sao. Xét sơ cơ bản thì chất lượng cũng ok. Nếu nào cần có nhu cầu thì liên hệ với mình. Mình sẽ nhập giúp cộng thêm chút công sức nhỏ nhỏ test máy công đi lấy tiền nước nôi xăng xe tí thôi nha. Ok anh em, mình cũng xin phép kết thúc video này ở đây. Thế hay gửi like và xin cho mình. Hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chào tất cả anh em nha.